Hello, xin chào các bạn. Sáng giờ các bạn mình làm ống nước này kia nọ bị bể rồi, mình có quay cái clip mà do điện thoại tới bị ngắt ngang các bạn. Do đó thôi mình làm được clip để quay lại những cái cây của mình tại vườn các bạn. Đây, cái cây hôm nay nó phóng đọt non ra, nó cho ra tra ra hoa nè các bạn. Đó, nó phóng rất là nhiều hoa. Nay vườn mình là cây nó bông, cũng một mình phát hiện vài cây có bông có trái các bạn, có bông ra bông, chuẩn bị ra bông rất là nhiều. Đó. Bông này là trái, là đậu chắc ăn luôn nè bạn. Còn cái này nó mới ra, cái cây này mình sẽ để trên cái này đó, để trên cái xe này để mình tạo điều kiện cho nó các bạn, tạo điều kiện cho nó nở một cái số bông mà nó đang chuẩn bị nở. Trái chắc cú rồi, như sao ngộ các bạn, trong cái chùm trái nó đậu mà còn một số chùm bông này các bạn thấy không, thấy không? Đây nè, nó đậu trái cũng đậu 5-10 trái, đậu ở đây cũng 7-8 trái bằng cục cọt bông nè. Đó, ở đây cũng vậy nè đó, các bạn thấy à, thấy chưa? Cái này chắc nó chín, cái này mới nở hay sao mình cũng không hiểu luôn, sau này nó lạ vậy nè, mình mới thấy nè. Nó dưới này cũng vậy nè, đó. Cái này thì bông thôi, đặt cứng đặt nhẹ luôn các bạn, bông còn hơn mùa đó. Sáng đó các bạn, sáng đó mình trời giờ nó làm như nó muốn mưa này, giờ bây giờ là 11 giờ gần 12 giờ các bạn, mà nó vậy nè. Lát chắc mình đẩy cây này vô á, đẩy cây này vô đó, đây nè, nó ra bông nè các bạn, cái cây nè, cây mà mình mini của mình đó các bạn, nó cho qua nè. Đó, trái vẫn có, cây nó ra liên tục cho các bạn, nó ngộ rồi chứ. Trái nè, nó ra gì mà nó ra hoài, nó ra riết nó không lớn nổi, nó không sung nổi luôn đó. Cái nó bợ bo ra bông hoài vậy nè, riết cây si luôn. Trái riết nhỏ xíu rồi, nó chín rồi nè, nó bông nè. Mình nói đây mình nói thật, cái vườn của mình á là nó cho trái bông liên tục, cây lúc nào cũng có nè, bạn thấy không, ra bông nè, nó ra bông nè, bông chi chết luôn đó. Đây thì đậu bông ở đậu trái nè các bạn, nó đậu trái nè, này đậu nữa nè các bạn, đó đậu nè. Còn những cây mini của mình đó, bây giờ bữa nay đáng lẽ mình sửa một số cây nữa các bạn, do cái điều kiện thợ đồ làm ống nước đó các bạn, đó nó bị phèn đóng thì sao nghẹt, mình đi đường nước khác nữa đó. Nó mấy cây hôm qua mình quay cho các bạn xem nè, mình đem ra test nắng đó nè. Đó, mình sẽ ngày nay mai mình sẽ làm một số cây này đó. Cây này thì mình bẻ toàn dâm tàn, bẻ tàn lại cây mini của mình nè. Bữa nay là không có không luôn các bạn, cái vườn của mình làm suốt luôn các bạn, làm không có ở không á, làm sáng chiều rồi. Nói chung là cũng lớn tuổi làm nó mệt mỏi thôi, từ từ làm đó. Những cái cây này mình chừa lại nè, mình trồng hồi đó mình uống mình cũng phải chừa lại các bạn. Nó cây hải châu không phải nó ra đều một lượng các bạn, nhưng hồi đó mình sửa cây này cho nó đổ thì mình chừa, thấy cái nhánh này nó mầm ra nè, mình chừa nhánh này để mình bẻ sau đó. Mấy cây này đáng lẽ mình sẽ dọn mà sửa rửa hết là cho nó sạch sẽ lại, chuẩn bị cho cái mùa trái đó, trái nè, chín ngã ôm thì kia nọ, như đây giờ cho bông nè các bạn, thấy không, qua bông đây nè, cho bông trí rất là nhiều bông. Cây này vài bữa mình quay bông cho các bạn thôi đó. Còn trái thì thôi, đầu cũng chín nữa. Nó những cây này để mình nói các bạn tại sao cái mùa này, cái mùa này mùa lạnh các bạn, mùa lạnh của miền Bắc và miền Trung. Thì riêng của mình đây á, mình đây nó không có lạnh các bạn, sáng thì nó lạnh chút xíu thôi. Nó lạnh chứ là 6 giờ sáng lạnh chút xíu thôi, nhưng mà thực chất nó không có lạnh. Bởi vậy cây của mình nó phát triển nữa các bạn, phát triển những cái cây mà mình bấm tàn, mình dọn tàn ở miền Nam, ở chỗ mình ở. Lúc nào mình bấm tàn dọn tàn, mình sửa cây sửa kia nọ, bây giờ là nó vẫn cho ra mầm ra hoa. Còn những cái vùng lạnh các bạn,
thì các bạn bấm vậy nè, nó không ra tại vì nó bị ngủ đông, nó lạnh quá, nó đâu có ra mầm, nứt nó mầm nổi đó. Những cây mình thì giờ mình đã bấm cây này trước, mình có quay cho các bạn xem đó. mình bấm rồi nhưng mà mình chưa ra mầm, mà đến hôm nay nó ra mầm, quay cho các bạn xem đó, cây nè, thấy không đó, xem nó ra đỏ, cây đỏ, mầm đỏ hết ra phải không đó. Hai bữa mình làm hai cây đó. Còn riêng cái cây này các bạn nè, cái cây bây giờ được rồi, nó đậu qua đậu trái rồi, mình đem nó chắc cú, mình đem mình để lên đồn các bạn, mình không có bỏ lên xe nữa, không để ra để vô nữa cho nó cực nữa. Cây này thì nó mới tỉnh dậy các bạn, hôm trước nó bị bệnh lá, rồi mới tỉnh dậy, nó cho bông cho trái thì nó không đều, nó cho trái không bên này không à, thấy không, ra ngoài cho trái rồi. Nó trái về đậu chắc cú các bạn, mưa cũng không sao, nó một số nó chưa nở, là nở chen kẽ chen lại với nhau. Mình thì mình may mắn mình ở cái vùng miền Tây này các bạn, thì khí hậu đó nó không có lạnh mà nó nắng cũng không nhiều, nắng nói chung là miền Tây thì nắng còn không phải như miền Trung mà nắng gắt các bạn, nắng nó cũng có nhiệt độ, nó cũng từ 33-32 trở lại à. Còn miền Trung thì nó nắng nhiều khi các bạn nghe mấy bạn nói đi rừng đi núi mà đi không nổi, không thở không nổi luôn á đó. Thì giờ cái đó là do cái mình may mắn mình ở đây, ở cái vùng miền này chơi kiển thì nó được cái ưu ái là khí hậu thời tiết nó tốt, do đó cái cây mình ở đây thì lúc nào nó cũng cho bông cho trái, rồi xung qua mình làm cây trái, nó làm tháng nào mùa nào mình làm vẫn cũng được, mình không có kén. Thì khi cái mùa lạnh mà ở các bạn ở ngoài miền Bắc đó, các bạn lúc này các bạn có nói tôi nói mình lạnh quá, nhiều khi ship cây không dám ship luôn á, thì nó bị ngủ đông, nó ra ngoài nó không ra mầm, nó lá rồi không, rồi xi cây đó. Thì của mình thì cỡ nào cũng được, cũng nào cỡ nào nó cũng lên, mà cỡ nếu mà nó chết thì nó chết à, vậy thôi đó. Các bạn thấy không, nó ra nè, xanh mướt xanh rễu luôn không, còn cây này giờ nó ra đọt đỏ nè, mình không ở không các bạn, một ngày nó phóng ra rất là nhiều. Được rồi, quay sơ các bạn, bây giờ để có hai bữa nè, ba bữa nay mà nó ra đỏ luôn vậy nè đó, nó ra nè. Cây này cây trái nhiều của mình đó, nhưng mà ra dày lát mà cũng phải cắt à, chứ đâu để lĩa chĩa làm chởm như vậy được, thấy không đó. Đây nè các bạn thấy không, nhái mầm đó tươi các bạn thấy không đó, rọt mầm ra nè đó, rọt mầm ra đó thấy không đó, các bạn thấy nó ra nè, cây giờ chung đây ra qua ra mầm nè các bạn nè, qua đầu rồi nè, đầu trái nè các bạn đó. Đâu rất là nhiều, nên ra cây này cũng tỉnh dậy ra rồi đó, cây này ra qua nè các bạn, qua rất là nhiều đó. Lớp qua ra qua nè, lớp đậu trái nè, cây này đậu trái nè các bạn đó, đậu trái lớp ra qua, mới ra qua các bạn có thấy chùm qua vậy ra bao nhiêu quả. Cây này nó cây này cái qua vậy là mình thấy nó đậu trái, đậu nếu không mưa gió thì đậu nhiều. Mùa này thì mình đây không ít mưa các bạn, gần Tết này đó, này nó rú ra nè các bạn thấy không đó, đậu rú mầm ra vậy đã ra qua nè, mình nhìn cái đọt mình biết đó, đọt là ra qua cũng ra qua các bạn, quen các bạn, đây ra nè, nó quen mất rồi, khi cái đọt nào cho ra là ra qua là mình nhìn vô mà mình biết à nè. Quá trời qua luôn nè, cái cây bữa cái rừng này mình mới vừa giặt lá rồi mình bấm dâm tàn lại nè, các bạn thấy không, nó ra thấy sung không, chứ ở ngoài miền Bắc là nó không ra các bạn. Các bạn hãy nói là cây lúc này cái mùa này là nó không ra, bạn nào hay lắm làm thế nào á, giữ ấm nó mới ra được đọt non. Còn mình đây cắt giờ nó cũng nắng ui rồi, giờ dạng cái mùa này thì ở miền đây mình khí hậu thì nó mát các bạn, nóng không nóng mà lạnh không lạnh đó. Lá nè, lá chinh,
sáng mình review sơ bạn anh xem. Đó. Mấy cây này giờ thì trái nè các bạn. Đó. Trái nè. Có mấy anh chim nó kêu kẹt kẹt đó. Đó. Cái này nè các bạn thấy không? Đậu qua nè. Đậu trái nè các bạn. Chụp mình mới thấy luôn nè. Trái nè. Đó, trái nè. Đó, còn đây đậu nè. Chuẩn bị đậu bông quá trời bông luôn các bạn. Các bạn thấy không? Quay sơ cho các bạn thôi nè. Kỹ các bạn coi. Qua nè. Đó. Đậu trái, đậu qua rất là nhiều. Cái này á nè. Nay cho qua rất là nhiều được rồi, về đây nó bị bệnh các bạn. Nè. Thấy không? Rồi đây về đây nó bị bệnh, rồi mình dưỡng riết mình nay là sung lại cho qua cho trái quá trời luôn nè. Đậu các bạn. Đậu từng nách lá, mỗi nách lá đều có bông có qua hết, cây này xanh đậu trong nách lá, cây này giờ mình nhặt cái gai các bạn. Nhặt gai nó hết, cây này mình gai dữ lắm nè. Giờ mình nhặt gai các bạn. Trái dày sao lớn nổi. Bữa có chùm trái đây nó ăn hết rồi, đây là trái đậu nè. Tay quả thấy không? Quả ra nè. Nè, quả ra các bạn nè. Bữa mình có nói rồi, cây này sẽ ra hoa rất là nhiều. Đó, mình thấy gai là mình lật các bạn, cây lật gai thì nó ra trong nách lá cho ra luôn. Còn mình không lật gai, mấy cái nách lá này á, là nó không cho ra trên nách lá mà nó là đầu lá. Đó, giờ mình thấy bởi giờ mình thấy gai là mình lật các bạn. Do đó giờ cây khiến mình làm như cái thói quen á. Khi đứng quay phim thấy cũng gai cũng lật mất thời gian. Ha. Nè, ở dưới nè, bông này qua nè, các bạn thấy không? Để ra nè. Đó, ra nè, ra này đầu trái nè. Đó. Còn ra nè, các bạn thấy không? Cái đầu để gai nhọn nè, nó đầu gai nhọn nè. Nó đậu ra. Mấy cái nách lá tôi gã lật xong nó ra nè. Đó. Còn này đã cắt gai hiện ra nè, ra từ đầu luôn nè. Đó, mấy cái nào cắt gai thì ra từ đầu luôn. Đó. Nhưng mình nói chứ trong rừng ai cắt nó cũng ra vậy. Không. Nhưng mà nó ra hạn chế cái giai đoạn nào nhất định thôi. Còn riêng theo mình kinh nghiệm của mình đó thì mình lật gai thì nó ra nhiều hơn vậy thôi. Đây. Nó ra nè. Mà thấy không? Nó vẫn bị rụng nè các bạn. Nhưng cái chùm nó ra rất là nhiều, nó vẫn rụng nè. Đó, chùm này rất là nhiều. Mà thấy không? Tính ra 50 trái thì sao nó rụng bớt để cho nó đậu quả to xíu bạn nè. Quay cho bạn coi nè, ra bông nè. Qua nè. Đó. Đây nè, ra nè. Trời ơi, nó đặc ngát luôn. Bên đây cũng vậy nè các bạn. Nè. Ra đặc ngát luôn thấy không? Đó. Quay kỹ cho bạn coi. Quá trời qua luôn, nó ra sao lúc này mùa, không phải mùa qua, nó không mùa này nó mùa qua nghịch các bạn, mùa nghịch. Đây. Các bạn coi nè, nó ra nè, trong cái tay đó nó ra trong thân nó ra luôn thấy không? Ra tới nó nhọn luôn, đây như vậy nè. Nó qua nè. Đó, đây như vậy nè. Vài bữa lớn quay cho các bạn xem. Đó, này chuẩn bị nó ra nè, nó ra nè, chích 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 hàng hà luôn. Nè, ra nè. Đậu tay nè, đây như vậy nè các bạn, nghe đậu tay mình nè, rất là nhiều. Trời bữa nó rất nhiều các bạn. Đó. Những cái cây mình đến nay mình nói review lại cho các bạn xem. Cái thứ nhất á là hồi sáng mình làm rồi các bạn. Lý do mình đang làm có điện thoại tới ngắt ngang cái clip à. Do đó nó không có cái lời kết, do đó thôi mình xóa đi mình quay lại, không quay lại cũng cái nội dung vậy thôi. Đó thì giờ nè cái cây nó ở vùng mình hiện giờ nó đang sung nè các bạn, đó, nó sung đều, sung. Đó. Cái cây này trái nó nhiều mình thả luôn, được rồi mình hái hết ra rồi giờ chim nó ăn hết rồi chuẩn bị nó ra các bạn, chuẩn bị ra hoa nữa. Đó. Mấy cây này thì giờ mình đang tận dưỡng đây nè, cây này coi bạn thấy trái nè, thấy chưa, ngón tay mình trái nè, trái nè, đậu rồi các bạn, đậu
giờ tiếp tục với ra qua nữa nè các bạn, đó thấy không? Đó. Ra qua nữa đó. Là hàng hà luôn, đúng là thiệt cái cây dùng miền này cho ra qua trời nó ra rồi các bạn. Đó, nè. Ra nè, chỉ ngón tay cho các bạn coi nè, đó ngón tay mình nè, nè. Nè. Đó ra nè, đó các bạn thấy không? Nó ra trong cái thân nó ra luôn. Rất là nhiều. Mình không hiểu tại giống làm sao các bạn ơi. Chứ mình nói chứ mình mình không được, mình nói được, mình không có ép nó được. Nó ra nhiều khi nó ra mình bất ngờ luôn các bạn. Ra bất ngờ cây đó không biết nay sao nó ra bông ra quá rất nhiều. Đó. Tiếp đến đây cũng dài các bạn. Thấy không? Mình nè. Cái cây được rồi mình sửa, mình có clip sửa rồi các bạn. Nay nó ra nè. À, thấy không? Nay nó ra đâu còn rong cái tạng nó trong lốc mà nay giờ nó đặt kín luôn các bạn thấy không? Đó. Bởi vì cây hải châu bạc đụng kéo vô nó ra thôi. Mặc sức làm. Mặc sức là để đó. Rồi thôi mình kết thúc clip tại đây nha các bạn. Cũng có khách tới. Đó. Cây này.